Tháng 10 năm nay thì niềm tin người tiêu dùng Việt Nam theo khảo sát của ngân hàng ANZ và Roy Morgan tăng điểm khá mạnh lên mức cao nhất trong 4 tháng qua. Theo khảo sát của ngân hàng ANZ and Roy Morgan, tháng 10 này niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tăng đến 5,8 điểm lên mức 141,1 điểm. Với mức điểm này, niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đã vượt khá xa mức trung bình dài hạn. Có đến 34% người được khảo sát nói tình hình tài chính của gia đình hiện đang tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người nói thu nhập của gia đình xấu đi, thấp nhất từ lúc cuộc khảo sát bắt đầu hồi tháng 8 năm 2014. Số người tin tưởng rằng nguồn tài chính gia đình sẽ tốt hơn nữa trong năm tới cũng tăng nhẹ so với hồi tháng 9. Nhìn trong dài hạn thì cũng có đến gần 2 phần 3 số người được hỏi lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới. Tuy vậy, khảo sát trên cũng cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng quyết định mua sắm các vật dụng lớn cho gia đình trong năm nay là giảm đi so với hồi tháng 9.